Đây lấy cái bản này luôn đi. Đây qua đây xíu. Đúng rồi. Đây thêm nữa căng á. Lim rồi. Đây nghề ra cao mày. Đây, kính thưa quý vị các bạn, và bây giờ thì mình sẽ đến với anh không cần cầm, anh chỉ cầm những cái cần cầm thôi. Cái đúng rồi, tôi cầm cho. Cái này để tôi cầm cho. Cái này gọi là cầm ké đó. Đó, thì cái này. Không mà trao cái này. Anh phải đứng dưới đây. Hay anh phải đứng anh trao. Đúng rồi, ra ra trước rồi nè. Trước. Anh đúng rồi. Đúng rồi. Cao chủ nhà đó, chị cầm cái bảng lên. Đó. Cảm ơn Cao sang đi. Sao 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 đứng đây. Đứng đây đi. Em dân hư. Cao là Cao, Cao cái giấy quyết định đó trước đây. Để mình đùi gì mình đi trao cái gì mình không sao gì đâu mà cho nó ngồi sổ mình đùi tại vì thấy cái bên xã họ thấy chưa nè thấy không tại sao hôm nay tôi mặc quần dài bởi vì hôm nay anh phải nhận quyết định cái lịch sự không hồi đó chúng tôi cũng lịch sự. Dạ xin mời Minh nữa nè. Không, cái này là trao cái thư cảm ơn thôi. À, thư cảm ơn hả? Dạ thì em nhận nè. Dạ em nhận. Con này quyết định đó như là ủy ban đó là làm tự do cho nên không. Tôi xin thưa với lại mấy ông mấy bà đang coi cái kênh của tôi là tại sao mà Lâm Vũ anh chờ em chút xíu nè. Anh chờ em chút xíu. Anh đợi chút xíu. Anh xin lỗi anh chờ. Tại sao mấy ông này không chịu đứng ra để mà nhận đây? Nhìn nè. Trời đất ơi, ca sĩ vậy mà quần dày làm sao mà nhận. Rồi đây nè, đây là giám đốc của một công ty mà dày nè, ăn mặc dày làm sao mà nhận. Đó, trong khi tôi là diễn viên, tôi ăn mặc rất lịch sự. Dạ, anh trao đi, anh nhận. Dạ. Rồi, thay mặt địa phương và gia đình xin cảm ơn các anh, các chị nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, khi nhận là cười liền. Dạ. Em cảm ơn các anh rất nhiều và cảm ơn hôm nay anh cùng với đoàn đại diện của chính quyền địa phương của mình đã đến đây để chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một ngôi nhà rất là đẹp và khang trang để dành tặng cho gia đình của anh chị đây. Dạ, và bây giờ thì xin mời anh sẽ chào nói tuyên bố. Dạ, tuyên bố anh tuyên bố giùm đi ạ. Tuyên bố lý do. Giờ trước tiên em xin nói ạ. Dạ rồi, chủ nhà nói đi. Dạ em cũng chẳng biết nói gì hơn. Dạ. Mà em cũng rất cảm ơn tất cả toàn thể đoàn mình. Dạ. Dạ cứ lúc nào luôn luôn mẹ khỏe làm ăn phát đạt ạ. Yeah. Thôi hai chúc mừng lắm. Dạ. Cứ lúc nào cứ làm ăn lên 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 hoài hoài. Yeah, lên. Dạ em cũng được căn nhà rất là vui vẻ hạnh phúc rồi ạ. Dạ ý là chị có kêu là làm vui là cho em làm cho nó kinh tế lên tặng chị sinh thêm căn nữa hả? Dạ đúng rồi hả, nếu mà được vậy càng tốt. Dạ thôi thì Hiếu Huyền xin được đại diện cho công ty điện lực Sơn Giang và hội chân tình của Lâm Vũ và tất cả những anh em đã đồng hành với cái chương trình thiện nguyện này. Kính chúc cho anh chị sẽ nhận ngôi nhà vào ngày hôm nay. Đó chính là cái ngày hôm nay sẽ là ngày may mắn đầu tiên mình nhận ngôi nhà. Và những ngày tháng sắp tới nữa, từ cái ngôi nhà may mắn này người ta sẽ an cư lạc nghiệp. Và anh chị sẽ biết cách làm sao để ngôi nhà này mình sẽ đẻ ra thêm được những cái điểm vui khác nữa. Cam kết là đẻ niềm vui hạnh phúc thôi. Đừng đẻ nữa, đừng đẻ con nữa. Tại vì nếu đẻ con nữa còn có khổ. Ai nói đẻ đấy. Không, còn thôi làm cam kết là đừng đẻ nữa. Tại vì nhà có hai con với hai đứa rồi, ba đứa thì một cái nữa. Đúng rồi. Nghĩ được rồi. Rồi. Bớt còn khả năng mấy có bớt mấy tuổi đó mà. Còn bây giờ xin mời đại diện một trong những người đồng hành với cái hội thiện nguyện ngày hôm nay, cái người đại đà, cái người mà đã đứng ra để coi công trình và tạo nên căn nhà rất đẹp dành cho anh chị. Đây. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh Liêm. Dạ. Rồi. Anh đứng đó luôn anh Liêm. Fan. Dạ. Hôm nay em với Sang chỉ về thôi được rồi. Liêm là bên công ty cực thành thì Liêm là người đã chịu trách nhiệm về cái ngôi nhà ngày hôm nay. Liêm là người đã làm sao để xây đắp cái tổ ấm cho gia đình của anh chị. Dạ, em rất cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Dạ bây giờ thì đại diện chính quyền chính quyền địa phương mình có quà hay ai gì có quà gì đó gửi vô đi ạ. Không gì rồi. Quà quá. Dạ. Rồi bây giờ mình tuyên bố lễ bàn giao đã xong. À. Dạ. Rồi vậy là đang đứng che chân tuyên bố luôn đi cho nó có hình ảnh với người ta cho vui. Bây giờ sao tay chân về vậy? Nói cứ che vừa nói đi. Không anh nói đi. Trời ơi là trời cái gì cũng nói chứ. Nói em biết gần ăn sang được rồi. Ăn toàn là nó ăn không à, bắt tôi nói không. Dạ kính thưa quý vị các bạn, và hôm nay thì buổi lễ trao nhà, một căn nhà rất là dễ thương, đúng tính chất gọi là tình nghĩa, và chúng tôi những người nghệ sĩ và những người doanh nghiệp đã cùng nhau chung tay để tạo ra ngôi nhà, những ngôi nhà tình yêu cho
tất cả bà con. Hy vọng rằng với những năm sắp tới nữa, chúng tôi sẽ có thêm rất nhiều những căn nhà như thế này để gửi đến cho bà con. Đó chính là cái tấm lòng của tất cả mọi người chúng tôi muốn gửi gắm đến cho những mảnh đời khó khăn. Và với những ngôi nhà như thế này thì cũng sẽ kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả những hộ dân đang khó khăn mà nhận được ngôi nhà này. Chào không thấy đâu hết trơn. Đó thì bây giờ vô chụp hình chung chứ sao kỳ vậy? Anh Minh vô chụp hình luôn. Mẹ vô chị. Thời gian cho gia đình. Yên tâm, ai đứng ai mà dưới 1.5 mét đứng gần tôi. Mới lên cái bản này là trước chưa? Không được rồi. Trước nữa là che anh Hiền tội nghiệp. Không có như. Được rồi, em thấy cô này hồi nãy là đã thấy bản rồi, không sao. Trước nữa che anh Hiền tội nghiệp. Ủa em vô luôn đi Thành luôn Thành Yến, em đứng rồi vô đứng đây trời ơi mà vô cho cái hình chút xíu đi phía sau rồi vậy phía sau được rồi đâu gì chụp đi em đẹp lên để lát mẹ bắn cho bắn gì rồi, có mẹ bắn lên hai gửi qua không nói gửi bắn cái gì đâu bắn gì bắn chim à rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều dạ cảm ơn rồi bây giờ mời cả nhà sẽ vô trong một lúc nữa thay mặt cho địa phương xin cảm ơn tất cả các anh các chị dạ và mong các anh các chị tiếp tục đồng hành để làm thiện nguyện nhiều hơn nữa dạ và nhớ quan tâm đến xã Xuân Đông dạ. Dạ đúng rồi làm thêm nhiều nhà nữa dạ như vậy đó em cũng hy vọng là vậy không mình ngồi chút được rồi mình có cần vô nữa không sao không ngồi anh em cứ tự nhiên gom nước gì được, ta cứ lo việc đi. Làm sao đâu.